Không phải con bẩn đấy nhá, mà là con này. Kết bát EG1212R của Enso. Khu hộp bóc trần nốt sạch. Đen 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 tuyền. Đấy, trong một màu đen là một màu trắng hoàn hảo, đúng là không sai theo tiêu chuẩn các cụ. Sai hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm này bây giờ thị trường có giá khoảng 300 xấp xỉ 400 và có những nơi hơn 400. Phục chiu, phục chiu. Đỏ đen. Đỏ là kích thích, đen là huyền bí, kích thích cái sự huyền bí của các bạn lên khi các bạn nhìn sản phẩm. Đây các bạn đây. Ái da, tiếng nghe khá ngon đấy. Con này là giả cơ các bạn nhé. Xin lỗi lúc nãy mình nhớ nói nhầm. Không đèn, không đóm. Những ngày đèn đỏ đã bị xa rời với em bàn phím này mặc dù nó màu đỏ. Chúng ta nghe tiếng này. Bàn phím này phải đặt tên cái đúng là những ngày đen trong những ngày đèn đỏ mới đúng. Đó. Tem Enso này các bạn. Tem đơn vị phân phối dán tem này. Hai cái lẫy này để dựng bàn phím này. À, nghe kêu xuống hết các bạn. Cục chống nhiễu này. Dây cuốn bọc này. Đầy đủ tất cả những cái thứ của một bàn phím giả cơ thông thường. Cũng đáng để chúng ta sử dụng và trải nghiệm. Full end Enso G1212KG. Đây là một bàn phím giả cơ cao cấp với thiết kế và cấu trúc cao su liền mạch và có độ bền lên đến đó là 10 triệu lần bấm. Sản phẩm dùng cho các cầu thủ và game thủ chuyên nghiệp. Tuyệt không các bạn? Mọi môi trường, mọi cuộc chiến đấu chúng ta đều có thể chơi được với bàn phím này. Cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.